Ok, xin chào các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về phân hệ là điểm bán lẻ. Phân hệ này dùng cho các nhà hàng, khách sạn hay là nhà hàng, quán cà phê hay là những chỗ mà giống như là liên quan về phía bên phục vụ dịch vụ ăn uống á, thì sẽ dùng cái này rất là nhiều. Và trong cái bài này mình cũng sẽ nói sâu về bên điểm bán lẻ, mua sắm và tồn kho kế toán luôn. Thì cái bài này mình sẽ nói chuyên sâu về bốn cái phân hệ này. Rồi, ok. Thì để đầu tiên đó là theo một cái luồng mua sắm, thì đầu tiên các bạn cần phải vào trong kế toán các bạn có hình trước. Thì nếu mà các bạn yêu cầu bên dịch vụ bên mình thì bên mình sẽ cấu hình từ đầu đến cuối cho bạn, các bạn chỉ việc xài thôi. Các bạn muốn như thế nào thì các bạn có thể nói mình thì bên mình sẽ cấu hình. Rồi, ví dụ như là kế toán này đi. Đây là giao diện kế toán. Thì để các bạn dễ hình dung thì kế toán ở trong module nó chỉ có mỗi sổ quản trị mà thôi. Sổ quản trị là gì? Sổ quản trị là sổ quản trị có thể báo cáo những thứ thu chi, tất cả những thu chi liên quan về siêu thị, bao gồm cả những thu chi mà có hóa đơn và không có hóa đơn. Thì tại sao lại có hai cái thu chi nó riêng biệt như vậy? Thì cái này theo luật của thuế Việt Nam á, thì đối với kế toán, để có về kế toán nó sẽ có hai cái bạn cần lưu ý, đó là hàng hóa không có hóa đơn và hàng hóa có hóa đơn chứng từ. Đối với hàng hóa có hóa đơn chứng từ á, thì các bạn nhập riêng vào một bên, và đối với hàng hóa có hóa đơn chứng từ các bạn nhập riêng về một bên. Rồi, tại sao là như vậy? Có nghĩa là không phải tất cả những thứ mà nó đi vào siêu thị gọi là hóa đơn đầu vào á, là đều có hết. Không phải tất cả những thứ đưa vào một cái công ty của bạn là đều có hóa đơn đầu vào. Sẽ có một số thứ không có hóa đơn, nhưng mà theo nguyên tắc của kế toán á, là mọi thứ mà kế toán phải chi tiền ra, những thứ mà để kế toán chi tiền, để công ty chi tiền thì phải có hóa đơn thì kế toán mới có thể chi tiền được. Đó. Vậy thì làm sao để mà kế toán có thể chi cái tiền đó ra mà không cần hóa đơn? Thì đó là thuộc vào sổ quản trị. Sổ quản trị là gì? Thì sổ quản trị là sổ quản trị có thể đưa cho tất cả những thành viên trong hội đồng quản trị biết là những cái mặt hàng này không có hóa đơn. Tại sao nó lại không có hóa đơn? Thì mình phải dùng những cái gì đó mình đắp vô những cái nguồn mà không có hóa đơn đó để mình khai báo thuế cho nó hợp lý. Rồi để mình lấy một cái ví dụ đơn giản, các bạn nhập một cái mặt hàng A chẳng hạn chẳng đi, thì các bạn chi một cái tiền, các bạn chi vào ngân hàng đi, các bạn chi tiền mặt đi, các bạn chi ra, các bạn bỏ 10 triệu để bạn mua một máy tính, nhưng mà cái máy tính đó giá của nó là 9 triệu. Giá nó là 9 triệu. Còn thêm VAT 10% nữa là 9 triệu 9. 9 triệu 9 đó thì các bạn đưa 900 ngàn đó cho bên bên khai báo thuế. Đó. Còn lại các bạn giữ cái máy tính nó với giá 9 triệu. Thì mình sẽ đi sơ lược về cái đó sơ qua để cho các bạn hiểu, thì nói không thì nó hơi bị nhàm. Rồi, đầu tiên về cái mục kế toán. Khi các bạn cài vô đầu tiên các bạn vô cấu hình. Đó, vô trong hệ thống kế toán. Khi cài xong là tự động nó sẽ đổ những cái hệ thống kế toán này ra. Nó có những cái kiểu, những cái tên và những cái mã tương ứng với lại thông tư 200 của kế toán. Thì những cái doanh nghiệp mà lớn, những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì thông tư họ sẽ sử dụng là thông tư 133.
thường bây giờ những công ty hay là những cơ quan nhà nước họ yêu cầu là toàn bộ doanh nghiệp là phải lên thông tư 200 hết rồi. Rồi, tiếp theo là các loại thuế. Thì Odoo nó sẽ tạo cho các bạn 6 cái loại thuế, bao gồm là 3 thuế mua hàng và 3 thuế bán hàng. Thì các bạn vô đây các bạn xem á, thuế được khấu trừ 10%, có nghĩa là giá của nó là phải bao gồm thuế, thì các bạn tích vào đây. Đó, có nghĩa là giá đã được khấu trừ thuế 10%. Đây là cái là phạm vi thuế là mua hàng vào. Đó. Còn trường hợp mà bán hàng ra thì các bạn cũng phải tích vô đây là đã bao gồm trong giá. Ví dụ trường hợp mà sản phẩm đó giá của nó 10.000 thì các bạn đã bán ra, các bạn buộc phải quy định cho hàng của công ty các bạn bán ra đã bao gồm thuế 10% và khách hàng phải nộp 10% đó. Thì có nghĩa 10.000 là trong nó đã có bao gồm thuế rồi. Thì Odoo nó sẽ tự tính cái vấn đề đó. Mình chỉ làm mẫu hai cái này thôi, hai cái 10%, một cái thuế bán ra với thuế mua vào. Rồi, tiếp theo là vị thế tài khoản, số tài khoản ngân hàng. Những cái này thì nó liên quan về từng công ty của bạn. Đối với tài khoản ngân hàng thì các bạn có thể thêm vào điều khoản thanh toán, trả trước hay trả sau. Cái này liên quan về thu mua. Nhóm sản phẩm thì bên trong các bạn để ý những cái này. Ví dụ cho nhóm sản phẩm nè. Nhóm sản phẩm đầu tiên là giá trung bình, giá tiêu chuẩn và trước xuất trước. Thì đối với một số những cái công ty không cố định về phương pháp giá vốn á, thì có thể chọn giá tiêu chuẩn. Còn đối với một số những cái công ty như là siêu thị hay là các nhà cung cấp, các bên bên nói chung là nhập hàng liên tục, thì phải cần tính ra cái giá trung bình thì chọn giá trung bình. Còn nhập trước xuất trước thì các bạn hiểu là cứ nhập vô giá nào thì nó sẽ lấy giá đó, nó đẩy ra. Ví dụ như nhập 10.000, lần sau nhập 9.000 thì nó sẽ cứ tính cái đợt sau. Nhập trước xuất trước thì nó lại sẽ lấy theo kiểu before. Rồi, tiếp theo là tài khoản doanh thu. Thì các bạn sẽ có hai cái tài khoản doanh thu các bạn cần lưu ý. Nó là doanh thu bán hàng hóa và doanh thu cung cấp dịch vụ. Rồi, chi phí. Cái này thì các bạn tự phân bổ những cái tài khoản riêng vào trong những cái mục ở đây. Thì cái này các bạn muốn phân bổ được đúng tài khoản thì các bạn phải học về những tài khoản kế toán mình đã nói ở đây nè, hệ thống tài khoản nè. Đó, sau đó các bạn hãy tìm hiểu về nó và những ví dụ như nhập kho thì các bạn đưa vào tài khoản nào, xuất kho và định giá tồn kho. Đó, thì các bạn đưa vào những cái đó cho nó hợp lý. Thì sau khi đưa vào á, các bạn chạy báo cáo lệ lỗ này, nó sẽ chạy ra những cái tài khoản tương ứng ở đây. Đó, cho các bạn xem. Rồi, rồi đó là mình nói sơ qua về cấu hình ha. Rồi, ok. Để các bạn dễ hiểu hơn về mua hàng này đi, mình sẽ bấm vô mua hàng, chọn hóa đơn nhà cung cấp nè. Mình tạo. Thì nhà cung cấp ở đây mình có thể, đầu tiên mình cứ cho như là nhà cung cấp. À, địa chỉ thì các bạn có thể nhập vào. Sorry, để mình cố hình email. Rồi, ok. Nhà cung cấp công ty. Rồi, ở đây thì ví dụ như trường hợp mà các bạn, mình ở đây là mình tạo như là điện đi, hóa đơn tiền điện. Ở đây là dịch vụ, các bạn đặt giá cũng được mà các bạn không đặt cũng được, bấm lưu nè. Rồi, các bạn ghi mô tả đây là tiền điện tháng 1 2021. Đây, nó sẽ tính ra như này. Ví dụ như tiền điện các bạn theo tháng đi, thì các bạn trả cho tháng vừa rồi là 2 triệu. Thì các bạn 2 triệu này đã có thuế hay chưa? Nếu mà có rồi thì bạn bấm vô khấu trừ này, là 2 triệu đã bao gồm thuế. Thì nó sẽ tự tính ra là 118.818 đồng tiền thuế. Rồi,
Các bạn bấm một xác nhận, chọn thanh toán. Để chọn thanh toán và tiền mặt ngân hàng. Thì cái tiền mặt ở đây sẽ lại có hai cái, thì tí nữa mình sẽ giải thích sau. Đó, thì bây giờ đã thanh toán xong rồi. Thì đây, đây là hóa đơn bao tiền điện, là chắc chắn là sẽ có hóa đơn hóa trị gia tăng là hóa đơn PT rồi. Thì đây sẽ là hóa đơn. Rồi, ví dụ trường hợp như trường hợp thứ hai là cái hóa đơn nhà cung cấp B. Rồi, thì tạo một sản phẩm ví dụ như là sản phẩm không hóa đơn. Thì đối với những cái sản phẩm không hóa đơn này mình ghi tên như vậy thôi. Thì đối với một số những cái sản phẩm không hóa đơn như là tiền ăn trưa này, tiền bao cho khách ăn sáng, hay là tiền dẫn đi tiếp khách nè, rồi những cái công mà ví dụ như các bạn bỏ ra, như một số những cái bạn những cái hàng hóa mà các bạn mua ở những cái cửa hàng á, mà họ chỉ có hóa đơn bán lẻ, họ không xuất được VAT chẳng hạn, thì đó là thuộc vào những cái sản phẩm không có hóa đơn. Thì bấm lưu như đại hạn vậy đây, thì các bạn nhập sản phẩm hoàn nhập mua hai cái sản phẩm đó, bạn mua với giá là 250. Đó, thì các bạn tích bỏ này đi. Thì các bạn có thể có hiểu nôm na là các bạn mua hết 500 ngàn tiền của công ty nhưng mà lại không có hóa đơn. Đó, chẳng hạn như vậy. Rồi, ok. Thì đó là Odoo nó sẽ kiểu như là Odoo nó sẽ quản lý cả hóa đơn, như lúc nãy là hóa đơn có chứng từ chẳng hạn đi. Đó, thì cái nhà cung cấp A này là có hóa đơn, có VAT là mua bán điện. Đó, nhưng mà B này mình mua ở cửa hàng thì nó lại không có hóa đơn. Thì hai cái này các bạn hiểu như là 2,5 triệu này của công ty nó chi ra, nhưng mà 2 triệu có hóa đơn nhưng mà 500 ngàn lại không có. Thì ở bên hội đồng quản trị họ khi mà họ nhìn vô họ sẽ biết cái số tiền này được chi ra để mua vào những cái đó nhưng mà lại không có hóa đơn. Nhưng bên thuế thì lại khác, bên thuế họ bắt buộc mình phải có hóa đơn chứng từ, là thuế nó sẽ lấy cái 118 ngàn của mình này, không phải của mình. Thuế này là ví dụ như nhà cung cấp họ bán cho mình đúng không, thì mình sẽ là thuế được khấu trừ. Nhưng mà đối với cái người mà bán nó sẽ là thuế mà khách hàng phải nộp. Thì mình lấy hóa đơn chứng từ thì mình phải nộp cho bên thuế là 10% của cái sản phẩm đó. Thì nó là như vậy. Rồi, thì đó là mình đã nói sơ qua về nói chung là như vậy, là cũng gần như là đã đủ về một phân hệ kế toán rồi. Còn chi tiết về bên trong, ví dụ như các bạn báo cáo, các bạn sâu lãi lỗ, thì lãi lỗ này nó sẽ hiểu như là doanh thu thuần, nghĩa là bán được bao nhiêu, được nhiêu đó tiền, chi phí là được bao nhiêu, được nhiêu tiền. Thì đó, thì nó sẽ lấy doanh thu trừ cho chi phí là ra doanh, lợi nhuận thuần. Đó gọi là lợi nhuận thuần. Và tiếp theo đó là sổ cái. Thì toàn bộ những thứ ở bên trong sổ cái này nó sẽ được đi ra bên ngoài cái chỗ lãi lỗ. Thì đối với đây là tiền mặt đó. Thì tiền trong sổ cái là đúng nhất, không có chỗ nào đúng hơn sổ cái hết. Rồi, còn đây là liên quan đến báo cáo thuế, cân bằng, báo cáo BDF lãi lỗ. Thì đây là những cái báo cáo thôi. Còn những cái mà đi để chi tiết thì các bạn cần biết lãi lỗ này, tuổi nợ khách hàng là những cái hóa đơn mà ví dụ như trường hợp mà mình thanh 10 triệu mình thanh toán, khách hàng thanh toán cho mình 5 triệu á, thì nó sẽ sau đây là khách hàng còn nợ cho mình 5 triệu là tuổi nợ khách hàng.
còn cửa nợ phải trả là ví dụ như là nhà cung cấp 10 triệu mà mình trả 5 triệu thì mình còn nợ khách nhà cung cấp 5 triệu. Thì ở đây nó sẽ hiện ra túi nợ phải trả. Túi nợ phải trả là mình phải trả cho nhà cung cấp. Còn túi nợ khách hàng là khách hàng phải trả cho mình. Đó. Rồi, tiếp theo bên trong thằng kế toán này nó còn một cái nữa, đó là rồi. Lý tài chính. Còn một cái nữa thì mình sẽ nói vào video sau đi. Đó là tài sản gọi là khấu hao á. Rồi, cái video sau mình sẽ nói đi ha. Mình sẽ nói video sau, nó liên quan về bên mình sẽ đưa nó về mua sắm. Mình sẽ nói cái video khấu hao tài sản nó liên quan về mua sắm đi. Video sau mình sẽ nói về mua sắm. Còn hiện tại kế toán cũng gần như là ok, đã đủ rồi đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết clip.